Hình ảnh này do anh Nguyễn Thành Vương trú ở thôn Phước Đồng ghi lại cho thấy hai con cá voi này khá lớn, da màu đen, mỗi con dài trên dưới 10 mét, nặng vài tấn, liên tục ngoi lên mặt nước và đớp mồi. Hai năm gần đây, cá voi và cá heo thường xuất hiện ở vùng biển này. Thời điểm xuất hiện vào mùa biển êm từ tháng 5 đến tháng 7, theo kinh nghiệm của ngư dân, việc các loài cá này xuất hiện cho thấy môi trường biển ở đây rất tốt, thức ăn cho loài cá này vô cùng phong phú. Chi cục Thủy sản Phú Yên khuyến cáo người dân không nên lại gần, phải giữ khoảng cách đảm bảo an toàn và tuyệt đối bảo vệ cá voi.